Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Enzy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thế nào, let's go. Heroic Joker off và rất nhiều thứ khác nữa. Rồi chúng ta sẽ đi lấy mấy cái này trước. À, sự kiện này sắp kết thúc nhá. À đúng rồi, hôm qua mình đã lấy được đủ cái talisman rồi, khá đẹp. Đây chúng ta sẽ decoration nó trong mục decoration anh em nhá. Chúng ta đủ một cái rồi. Như vậy là không biết là như thế nào đây. Ui, Tetonic talisman này. Ôi tôi được hẳn một cái nguyên luôn này. The fuck? Không biết nó sẽ làm kiểu gì. Để đây à? Cái này thì bảo là sẽ mở ra được cái skill 5 của con rồng. Oh, Tetonic. Đây này, cái new collection này anh em ơi. Chúng ta tìm cái mảnh của talisman Musty Hit Skill. Skill có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm một cái skill thứ 5 à? Nhân 5 à? Hay như thế nào? Hay là một cái skill mạnh Double Runner. Ok, nhưng vấn đề là chúng ta sẽ có thể ghép hoặc có thể lấy nguyên một cái. Đấy, mình thì mình lấy nguyên được một cái rồi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đua Heroic thôi anh em ơi. Không biết là liệu rằng tôi có lên được lap 16 hay không đây. Thằng thứ hai nó đang dừng lại rồi, nó không đua nữa thì phải. Như vậy là cũng khá là tốt dành cho mình. Chúng ta sẽ đánh khoảng 6-7 trận gì đấy. Ok, chúng ta sẽ dùng Pure Energy này. Pure Energy con này thì nó cũng ngon thôi. Con gì tiếp theo đây? Con này thì cũng Aurora tấn công phát 158k. Con này là 67.000. Mình nghĩ là chúng ta sẽ có thể cân được và chúng ta cần đánh khoảng 4 trận. Mình nghĩ là được. Rồi chúng ta sẽ kiếm thêm được 6 viên game nữa. Arena League Battle 1-2-3 trận vừa đủ anh em ạ, và chúng ta sẽ không cần mất tiền, không cần mất game. Nhìn chung là chúng ta vẫn có thể tiết kiệm game được. Và cái thằng kia thì nó cũng không đua mấy. Hiện tại mình đang ở lap 9 đúng không? Lap 9 hay lap 8 nhỉ? Lap 9 rồi. Chúng ta sắp lên lap 10 nha. Và lap 10 thì hình như là chúng ta sẽ có thể mở khóa được một con rồng Heroic rất là ngon thì phải. À, rồng Legend rất là xịn thì phải. Để mình đang xem như nào. 72.400 máu xong. Hai trận ở hai bên này nữa là ok. Con này không khắc hệ nhỉ? Không con nào khắc hệ ở trong cái team này luôn ạ. À, buồn cười thật sự luôn. Rồi chúng ta tấn công phát Pure Energy như thế này. Tấn công liên tục luôn. Đỡ thế nào được. Con này thì sao? Sử dụng hệ nước đi anh em. Cái này đánh thì chúng ta cũng sẽ cần cầy luôn. Claim này, thêm một phát nữa. Chúng ta sẽ có Acid Drain. Hố đen vũ trụ. Ô, sao tên giống mình thế nhở. Nhưng mà úi cũng 5 sao này. Cũng là một cái gì đó, đẳng cấp gì đó rất là khỏe. Ở bên này 173k. Hôm qua mình đã định đánh nhau với một cái con rồng ở bên kia. Mình đang định đánh nhau với một con Rồi xong nhá, nhiệm vụ xong anh em ơi. Chúng ta sẽ 0/37 ạ. Ok, chúng ta sẽ 700 này. Rồi chúng ta sẽ tìm cái con hôm qua mình đang đánh nhau với một cái con nó rất là khỏe. Không biết là team nào hôm qua đang định đánh nhau với con đấy. Chắc chắn là có một cái team nào đấy hôm qua mình đang định đánh nhau. Có một con Tyranno 5 sao rất là khỏe. Hôm qua đang định đánh nhưng mà mình thấy nó khỏe quá nên mình sợ mình chạy mất. Đó là con Mythical rất đẹp. Con này khá là giống con Vulcan. Mình nhìn sơ sơ thì khá giống Vulcan.
Với cái team hiện tại của mình thì hoàn toàn vẫn đánh được. Mình cũng chẳng xoắn lắm. So với ấy, mình toàn team 70 kìa. Hôm qua cũng gặp toàn team 70 anh em nha. Nó sẽ có là 6/20. Để mình tìm cái team kia đã, để xem có gặp được không. Frozen Malmelder. Không có nhỉ, lại không có luôn. 50, cho ra ngoài lấy cái food đã, để mình xem là liệu rằng sẽ như thế nào. Ok. Rồi, chúng ta sẽ phải vẫn lấy ok, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Bây giờ mình sẽ lấy thêm food phủng các kiểu bên này nha. Ok, chúng ta sẽ lấy thêm nhiều cái nữa. Đấy, chúng ta đang có bao nhiêu food đây? 4 trên hiện tại mình đang có 4/37. Và mình vẫn chưa tìm được cái team nào để đánh nó. Và mình sẽ cần từ từ nha anh em, tôi cần đợi một xíu để mình nhận. Deathlist của trang deathlist.com. Đây rồi, được, ok, bật lại game đây. Deathlist để xem như thế nào. Deathlist.com hiện tại tôi đang lap 9 đúng không? Lap 9 thì phải. Collect thì sẽ được 32/37 và đợi khoảng 35 phút. Ok, chúng ta sẽ có Aurora đấm một phát này, Sergio 97.920. Đấy, khỏe đấy, mạnh phết. Và chúng ta sẽ có là 9/20 phát như thế này. 53, 45 và 45. Tấn công thôi. VS. Chúng ta sẽ tấn công con này với chiêu hệ nước ở bên này. Khá mạnh. Pure Energy. 89.000 máu, một đòn nữa thôi là chết rồi. Một đấm nữa thôi là xong phim rồi. Ta sẽ swap đây rồi. Thật ra thì mình đang muốn tìm cái team nó mạnh nhỉ để đánh ấy. Cái con Tyrann 5 sao ấy. Mà tìm mãi không ra. Hôm qua may thế nào lại tìm được. Cái này là lấy được phát 32 cái cơ à, thế thì hơi khó nha. Hơi khó nhằn đối với mình nha anh em. Hiện tại thì mình vẫn đang đứng dẫn đầu với lap 9. Còn 5 ngày nữa, 5 ngày 5 giờ thì chắc là lên lap 15, 16 là chuyện đơn giản. Ủa thằng này cũng... Thằng Dash Viper này cũng lap 9 rồi này. What the fuck. Ồ, nó cũng lap 9 rồi anh em ạ. Nó phải lap 8 đi đâu. Gì cách mình có một tí này. What the fuck, thằng này đánh kinh vậy. Thằng này đánh nhanh thế. Nhanh vãi cả trường. Ồ, nó bám sát đi, tôi tưởng lắp 8 ạ. The fuck, lắp 9 rồi này. Không cẩn thận là chúng ta sẽ bị vượt mặt nhá. Trời ơi. Chắc có để những ngày cuối nó xả game ấy, nó quyết tâm là nó đánh bại mình đấy. Thằng Mỹ đang rất là khó chịu bên này. Không biết đánh kiểu gì. Mathersy. Không có cái team mà mình đang cần nhờ. Ui, 70 nè. Nhìn trông nó khỏe vãi cả trưởng ra. Nhìn mà thấy hơi hốt. Ok, chúng ta có một lần quay số. Chắc bây giờ bên Mỹ họ đang là đêm nên họ sẽ ngủ. Hôm qua mình lại bỏ lỡ một thời gian để có thể tăng tốc. Thế nhờ tối qua lại mệt quá đi ngủ sớm. Buồn cười. Thật sự là buồn cười quá. Vãi trưởng luôn. Rồi 12 trên 37. Master C. Đánh luôn. Đấm luôn anh em ạ.
Chúng ta sẽ Aurora tấn công Phan như thế này. Chúng ta sẽ cần tìm một cái con Tyrannosaurus 5 sao để xem sức mạnh của VIP Mythical 5 sao thì nó sẽ khỏe như nào. Nó giống con Vulcan. Nó giống con này. Chết đấy, chết đấy, chết đấy, chết đấy. Tí đài. Tí thì nằm sân. Tí thì xong phim rồi. Nhưng không, may quá là chúng ta sẽ đánh được. Không có nhờ. Hiện tại tôi không thấy cái team ở đâu. Không thấy cái team Tyran đâu cả. Team này cũng mạnh vãi cả trưởng này. Mình sẽ đánh tập trung đánh cái này luôn đã. Hiện tại đang ở lap 9 và đang cố gắng lên lap 10. Lap 10 là sẽ có một cái Childress như thế này. Tấn công Childress tiếp như thế này phát nữa. 136.000 à. Ôi chết rồi. Con lợn nó giết mình rồi, nó đánh hai phát ạ. Mình khá là chủ quan. Khá là chủ quan khinh địch. Bọn này nó khỏe đấy. Yếu đâu. Ok, đây rồi. Đấm một phát 168k. Khỏe vãi trưởng. Chúng ta sẽ có là 18/20. Một đoạn thôi. Ôi team này yếu này. Team yếu mình không muốn đánh. Ô vô quái thú. Chết rồi. Quái vật vào đây. Team này không muốn đánh em ạ. Muốn tìm T-Rex. Nhưng mà không thấy. Khá là đen đủ cho tôi là không thấy team T-Rex nhờ. Thôi kệ đi. Rồi thì chúng ta sẽ lấy thêm food một lần nữa đi. À tôi còn nhiệm vụ là đi lấy cái kia nữa chứ nhỉ. Quên đấy. 700 này. Chúng ta sẽ đi lấy cái bên này. Con nào nhỉ? Con VR đúng không? Lấy thêm game gủng các kiểu đúng không? Chiều nay đằng nào thì nó cũng sẽ kết thúc rồi. Nên đi lấy thêm những cái này thôi. 45 này. Để lấy thêm những cái viên đá này anh em. Thật ra thì đá thì tôi cũng chẳng cần lấy nữa. Tại vì là tôi đã đủ cái ấy rồi. Đủ hai viên kia rồi. Không cần nữa nha anh em. Đây có con rồng đẹp thế. Con Legend này. Hai đầu luôn anh em ạ. Đẹp quá. Ôi có hai hệ nước. What the fuck. Hệ gì vậy? Có hai hệ nước đầu thì đánh đấm cái deck gì? Rồng kỳ lạ. Dilus. Ok, đẹp vãi trưởng nhưng mà lại có hai hệ nước đầu. What the fuck? Vậy có cái con này nhìn trông kiểu deck gì anh em ạ? Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và lại anh em cho tập kế tiếp nha. Bye bye.